Diệp Thanh, thầy Dương, buổi sáng xin nghỉ à? Nhà em có chút việc. Bố em về rồi à? Thế à? Bác trai vẫn khỏe chứ? Vâng, có điều tinh thần không được tốt lắm. Thế thì em hãy ở nhà với bố em nhiều một chút. Em hãy về nhà ở vài hôm. Dù gì tự học cũng không điểm danh. Em cảm ơn. Thầy Dương, chào các em. Giờ học buổi chiều lúc nào bắt đầu ạ? Buổi chiều à? Diệp Thanh, có phải chị ấy thất tình không nhỉ? Sau này có người dám bắt nạt cô nữa thì cô cứ nói với tôi. Lôi Lôi, trưa mẹ về nấu cơm cho con nhé. Con không học ở nhà, con đến thư viện tỉnh. Thế à? Thế thì mẹ sẽ mang cơm đến cho con. Con đi toilet, mẹ cũng đi theo à? Con nói linh tinh gì vậy? Nếu mẹ không tin tưởng con thì nhốt con lại, đưa đến trại giam cũng được. Tại sao mẹ lại không tin con? Con đã làm được việc gì để mẹ tin chưa? Con cái đã lớn cũng nên tự lập rồi. Đến lúc thi đại học cứ xem thành tích thì biết. Lôi Lôi, con đừng quên con đã hạ quân lệnh rồi đấy nhá. Thế mới là trình độ lãnh đạo chứ. Đừng có nịnh bố. Bố, bố nghiêm thật đấy. Mẹ, mẹ cũng đòi làm bí thư. Có mà ở vườn trẻ thì có. Cái thằng này, mẹ đi đây. Buổi tối chị muốn nghe bài của nghiên cứu sinh, em có đi không? Bài của nghiên cứu sinh khó hiểu lắm, em nghe cũng uổng, thả tới thư viện tìm tài liệu còn hơn. Chị giỏi thật đấy, bài của nghiên cứu sinh mà cũng dám nghe. Sĩ diện tí, để tăng thêm tí chất của phần tử trí thức. Thầy Dương, em chào thầy, chào em. Các em đến thư viện đấy à? Tôi đến giảng đường đây. Em đến thư viện. Chị Hoa nói là muốn đi nghe bài của các thầy. Thầy Dương, bài của nghiên cứu sinh có khó hiểu không ạ? Nếu được thì lần sau em cũng muốn đi nghe. Cái gì chứ? Thì cứ nghe thôi. Theo tôi, các em nên nắm chắc cơ bản đã, rồi hẵng đi sâu. Tôi đi trước đây. Em chào thầy. Ý thầy là gì? Bảo chị hãy chăm chỉ học hành vào. Sao? Chị có đi nghe nữa không? Sao lại không đi? Chị cũng phải hiểu được tí chút chứ. Em đến thư viện chiếm hộ chị một chỗ nhé. Nếu không hiểu, chị sẽ đến đó tìm em. Chỗ đó có người rồi. Sao cậu lại đến đây? Chân chả.
có thật không đấy? Ở đâu ra vậy? Ăn cắp. Sao cái gì cũng ăn cắp vậy? Cậu lên đây làm gì? Cô đến đây làm gì? Sao lại bắt trước rồi? Chẳng ra làm sao cả. Xịt lại cái nữa xem nào. Xịt lại xem nào. Không được đi. Cậu làm gì vậy? Đây là thư viện. Đi đi. Xin lỗi nhé. Cậu không sợ bị trường tôi phát hiện ra à? Cô không nói, ai biết tôi là ai? Tôi không giống bác sĩ sao? Giống. Giống bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y thì làm sao? Bác sĩ thú y không phải là bác sĩ chắc. Cậu đến trường chúng tôi làm gì? Ôn tập, chuẩn bị thi đại học. Trường y đâu có lớp cấp 3 mà cậu đến trường chúng tôi để ôn thi đại học. Thì nhớ cô. Lại còn nói nữa, lúc đi cậu chẳng nói với tôi tiếng nào. Tôi cứ tưởng cậu quên tôi rồi. Cái đài bán dẫn của cậu vẫn ở chỗ tôi đấy. Tôi cứ muốn trả lại cậu. Khách sáo thế. Cô vẫn nghe Đặng Lệ Quân đấy chứ? Vẫn nghe. Bài hát này hay thật đấy. Cậu có lời bài hát không? Tôi nghe không hết được. Băng ở ký túc xá lại hỏng hết rồi. Em hỏi anh, anh yêu em sâu nặng thế nào? Không phải đoạn đó, đoạn sau cơ. Cậu có biết không? Cái đoạn tình cảm của em, tình yêu của em, cái gì đó. Tình yêu của em không thay đổi. Ánh trăng sẽ minh chứng cho trái tim em, gửi Diệp Thanh một nụ hôn. Diệp Thanh, ai vậy? Đây là... Thế mà cũng không nhìn ra. Chúng tôi là sinh đôi. Sinh đôi Long Phượng à? Chẳng giống mấy. Mũi chẳng giống gì cả. Thế thì các em không hiểu rồi. Sinh đôi Long Phượng đa số là mắt mũi không giống nhau. Thế à? Thế hai người ai là lớn? Dĩ nhiên anh là anh rồi. Không có việc gì thì về sớm đi. Thế không nghe Đặng Lệ Quân nữa à? Để hôm khác. Anh có băng cassette Đặng Lệ Quân à? Có chứ. Anh vừa mang từ Hồng Kông về đấy. Thế à? Ký túc xá bọn em có máy thu thanh đấy. Đến ký túc xá bọn em nghe đi. Chị Diệp Thanh, nhanh lên. Nhanh lên, có cassette. Đi đi. Cassette của các cô... Làm bài à? Cắn hạt dưa bị táo bón đấy. Anh là ai? Các cậu thấy anh ấy và Diệp Thanh có giống nhau không? Anh ấy là anh em sinh đôi với chị Diệp Thanh đấy. Sinh đôi á? Thế thì mình phải nhìn kỹ mới được. Có nghe Đặng Lệ Quân không đây? Anh có băng à? Nghe chứ. Anh ăn hạt dưa đi. Cảm ơn. Anh học khoa nào? Sao em chưa bao giờ nhìn thấy? Em học khoa nào? Sao anh chưa bao giờ nhìn thấy em? Anh học khoa tinh thần học. Khoa tinh thần học? Không biết à? Khoa bọn anh toàn là sinh viên nam, không nhận sinh viên nữ. Lấy điểm cao lắm. Chuyên đào tạo nhân tài ưu tú của quốc gia. Thế à? Khoa thần kinh học học những môn gì? Đúng vậy. Điều trị bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh. Em có biết không? Không biết. Diệp Thanh, giúp đỡ một tí. Sao? Vừa rồi em này nói bào thai Long Phượng. Tên khoa học là bào thai đôi. Không những bề ngoài giống nhau mà còn có tác động qua lại của tâm lý. Tác động qua lại của tâm lý từ đâu ra? Học thuyết tiềm thức. Mà học thuyết tiềm thức do Simon Freud tìm ra.
Simon Freud là ông tổ của khoa tinh thần học. Ông ấy còn điều trị tâm lý học và trạng thái không bình thường của con người. Là như vậy đấy. Em có nằm mơ không? Còn em? Không ạ. Ai nằm mơ? Em. Em có thể kể cho anh nghe tối qua em đã nằm mơ thấy những gì được không? Tối hôm qua em không nhớ rõ lắm. Có điều từ khi đi học, em thường xuyên mơ thấy mình bị ngã từ trên nhà cao tầng xuống. Lần nào em cũng toát hết mồ hôi. Em cũng đã từng nằm mơ như vậy. Tốt lắm. Áp lực tinh thần của các em quá nặng. Anh dám nói, hồi các em học trung học, thành tích của các em chắc chắn là nằm trong top 10. Lại còn phải nói, và sau khi vào đại học có ít nhất một môn không đạt. Sao anh biết? Thì anh chữa bệnh thần kinh mà. Đừng bốc phét nữa, có nghe hát không đây? Để anh ấy nói thêm một chút nữa đi. Anh nói đi. Đấy đấy, muốn anh nói là anh thu phí tư vấn đấy nhé. Sao vừa nhắc đến tiền đã thay đổi rồi? Nào, nghe hát. Được. Nghe cái gì? Tất cả các bài hát của Đặng Lệ Quân đều hay. Khoa tinh thần học. Sao lại nghĩ ra cái đó? Phịa ra cái gì mà chẳng được. Thế thì cô không hiểu rồi. Tôi mà phịa ra nội khoa, ngoại khoa gì đó, các cô hỏi cái là tôi lộ ngay. Nhưng khoa tinh thần học thì khác. Chỉ cần cái mồm như thầy bói ấy, lừa các cô gái là trúng tuốt. Trường chúng tôi làm gì có khoa tinh thần học. Sớm muộn gì cũng lộ thôi. Cùng lắm là không gặp nữa chứ gì. Tôi có đến đây tìm họ đâu. Ôn thi đại học thế nào rồi? Cô có thể không hỏi chuyện này được không? Cứ hỏi tôi lại chán. Cậu thông minh lắm mà. Đến Simon Freud cũng biết. Cậu thi nghiên cứu sinh luôn đi cho rồi. Cô thấy tôi thông minh lắm à? Cậu thông minh hơn tất cả chúng tôi. Cậu không biết à? Tôi biết chứ. Năm ngoái thi đại học tôi rất bực. Cô biết không? Vì bài thi quá dễ. Tôi không trả lời hết. Chứ nếu trả lời hết, chắc tôi đã vào Đại học Bắc Kinh nghiên cứu sao chổi Halley rồi. Chỉ có mỗi một người thôi. Nếu cô bỏ qua, cô sẽ cảm thấy luyến tiếc lắm đấy. Tôi đi đây, mai gặp nhé. Tôi đi đây. Thầy Dương, Diệp Thanh, Lôi Lôi đấy à? Vâng. Cậu ấy đến đây làm gì? Nghiên cứu Simon Freud à? Simon Freud. Lôi Lôi đến rồi. Lôi Lôi, anh đến rồi đấy à? Anh ăn chưa? Ăn. Ăn cái gì? Ăn cơm ấy, còn ăn cái gì nữa? Làm gì thế? Không được vào. Đang thay áo. Vào cũng chẳng gõ cửa. Đây là ký túc xá nữ đấy nhá. Tôi là sinh viên nam sao? Anh không phải là sinh viên nam thì làm sao là bác sĩ tâm lý được? Đúng thế, anh là PD. Lôi Lôi, khoa tinh thần học của anh ở đâu? Không phải ở Mỹ đấy chứ? Đang xây dựng. Khoa của anh vẫn chưa xây dựng mà đã có học sinh rồi cơ à? Đúng vậy, phát triển, hiểu chưa? Anh ăn chưa? Cùng ăn đi. Đúng thế. Được đấy nhỉ. Kem ăn rồi mà lại bảo anh ăn à? Mất vệ sinh. Thế mà cũng học y. Cẩn thận anh sẽ khiến các em gặp ác mộng đấy. Gì mà lịch sự thế? Lôi Lôi, suất cơm trên bàn là của tôi. Cậu mà đói thì ăn trước đi. Tôi không đói. Này, anh mang cho các em ít hạt dưa. Cắn đi. Ăn nhiều hạt dưa sẽ bị táo bón đấy. Cái gì? Em lại diễn đấy à? Đứng dậy. Tôi vừa mới thay ga. Quần tôi vừa giặt hôm kia mà. Giặt hôm kia. Thế mà cũng nói ra được. Chẳng có ý thức giữ gìn vệ sinh gì cả. Vệ sinh cái gì? Các em toàn là hiện tượng bên ngoài. Anh nói cho các em biết, nội tâm nhiều người rất là mất vệ sinh.
Lôi Lôi, anh ngồi giường em ấy. Bọn em không sợ bẩn, đúng không? Đúng thế, bọn em không chê anh bẩn. Cái mông anh đây làm sao có thể tùy tiện ngồi đâu cũng được được. Thầy Dương, ở đây cả. Thầy Dương, Hoa thông báo ngày mai trường sẽ kiểm tra vệ sinh. Hãy quét dọn phòng ở sạch sẽ. Vâng. Ăn cơm đi. Em chào thầy ạ. Chào các em. Sao anh Hàn Dương lại không vui thế nhỉ? Tại sao? Chẳng phải cậu là bác sĩ tâm lý, rất hiểu nội tâm người khác sao? Theo cậu thì tại sao? Sao vậy? Sao cái gì? Ai bắt nạt cô à? Cho tôi biết. Lôi Lôi, không thích à? Thế thì tháo ra. Quét dọn sạch sẽ cả rồi đấy à? Đây là lần tổng kiểm tra của nhà trường. Lôi Lôi, thưa thầy, em đi ạ. Anh Hàn Dương, em phát hiện ra ở đâu anh cũng mang bộ mặt đàng hoàng đó, trông rất chi là chính nhân quân tử. Vừa nhìn thấy anh là em lại rất muốn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn. Trường y chán quá, chẳng vui gì cả. Lôi Lôi, cậu về ôn bài đi. Về muộn bố mẹ cậu sẽ lo lắng. Bố mẹ tôi có gì mà lo lắng chứ. Cô lại đi lo hộ. Cô đừng tiếp xúc với những người không ra gì, không học hành nhé. Nghe lời tôi đi. Hai người nói chuyện đi. Sao dạo này Lôi Lôi hay đến ký túc xá vậy? Không phải cậu ấy hay đến ký túc xá, mà cậu ấy đến thư viện để ôn tập chuẩn bị thi đại học. Huy hiệu trường, cậu ấy lấy đâu ra vậy? Đùa ấy mà, em cũng không biết. Diệp Thanh, Lôi Lôi chơi đùa, tôi không quản lý được. Nhưng cậu ấy đến trường là để gặp em. Dạo này trường quản rất nghiêm, vì bảo là có những kẻ không ra gì đến trường ăn cắp. Thầy nói gì? Ở nông trường cậu ấy thường xuyên trộm gà bắt chó. Nhưng ký túc xá của chúng ta làm gì có chó, có gà. Tôi không nói Lôi Lôi như vậy. Ý tôi là thực ra đây cũng không phải do tôi nói, là người của phòng bảo vệ nói. Đâu phải em gọi cậu ấy đến. Đúng thế, tôi không có ý gì đâu. Em biết rồi, em sẽ bảo Lôi Lôi từ nay đừng đến đây nữa. Dậy, dậy đi. Bẩn thế không biết nữa. Cởi quần ra giặt rồi hẵng lên giường chứ. Mẹ, mẹ không học y, gì mà lắm chuyện thế. Sinh viên trưởng y cũng chẳng như mẹ. Sao con biết? Con là sinh viên trưởng y chắc. Mau dậy đi. Có gì thì mẹ nói đi, lát nữa con còn phải ôn bài. Mẹ cũng đang muốn nói với con chuyện đó đây. Con tự học chắc chắn là rất mệt, mà hiệu quả lại không tốt. Mẹ muốn mời cho con một giáo viên. Con còn đang muốn đi dạy người khác đây. Giáo viên thì dạy con được cái gì? Sao việc gì con cũng chống đối lại thế à? Mẹ nói một câu, con có thể gật đầu một cái được không? Mẹ, mẹ sinh ra một thằng con trai ngoan ngoãn như con. Mẹ cứ lo cho bản thân mẹ, hưởng phúc đi. Mẹ lo cho con làm cái gì? Thế chẳng phải là mua việc vào người sao? Mẹ như vậy là có khuynh hướng độc ác đấy. Cái thằng này, con mà ngoan ngoãn á, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có để mẹ được yên tâm. Từ nhỏ đến lớn, con ghét nhất là mẹ nói câu từ nhỏ đến lớn. Cái thằng danh này, độc ác, khốn kiếp, mau dậy đi. Mấy cô sinh viên kia chẳng có việc gì cũng quấn lấy thầy Dương, chỉ vì thầy Dương là nghiên cứu sinh, lại chưa có bạn gái. Thầy ấy có bạn gái hay chưa, chị cũng biết à? Em là đồng nghiệp của thầy ấy mà em còn không biết đây này. Thì em không quan tâm.
Hồi thấy học đại học ở trường mình đã từng yêu một cô cùng lớp. Điều kiện gia đình cô gái khá giả lắm, bố lại làm to, nhà họ nhất định không đồng ý nên phải bỏ. Thầy Dương buồn lắm, từ sau đó không thấy yêu ai nữa. Điều này mà chị cũng biết cơ à? Có biết đi xe đạp không đấy? Thần kinh à? Lôi Lôi, chậm hơn một chút nữa là tôi đã khiến anh trở về nông trường 398 dưỡng thương rồi. Sao cậu lại chạy đến đây? Cô tôi nhờ mẹ cậu mang cái gì cho tôi à? Cái gì? Trong thư cô tôi nói là nhờ anh Hàn Dương mang cho tôi rồi mà. Tôi đang định đi tìm anh ấy đây. Cậu đến đây làm gì thế? Anh quản được à? Nói cho anh biết, không phải ai cũng là nhân viên bưu điện của anh đâu nhé. Lôi Lôi, xe tôi hỏng rồi. Thầy Dương, thầy có khách à? Diệp Thanh, để tôi giới thiệu, đây là Trương Quân, cháu gọi chị Lưu bằng cô, trạm trưởng trạm y tế của nông trường 398 chúng ta đấy. Chào cô, chị Lưu nhờ tôi mang cho cậu ít đồ. Anh là Trương Quân à? Tôi rất hay nghe trạm trưởng nhắc đến anh. Hồi ở nông trường 398 tôi đã gặp cô rồi. Cô tôi cũng rất hay nhắc đến cô, bảo cô rất giỏi. Trạm trưởng cũng thường xuyên nhắc đến anh, bảo anh đang học đại học, thành tích rất khá. Hai người nói chuyện đi nhá, chị đi giặt quần áo đây. Em đi cùng chị. Thầy và anh nói chuyện à? Chết rồi, chị Lưu nói. Trương Quân, Trương Quân, nghĩ gì vậy? Diệp Thanh có bạn trai chưa? Làm sao tôi biết được? Hơn nữa người ta có bạn trai chưa, liên quan gì đến cậu? Cô tôi nói, anh không có ý gì với cô ấy. Tôi theo đuổi cô ấy, anh không để ý chứ? Cậu đừng nói linh tinh. Trương Quân, Diệp Thanh rất hiền lành, cậu không hợp với cô ấy đâu. Tôi có nói cô ấy phức tạp đâu. Tôi thích người hiền lành mà. Chị Lưu nói cậu đã có bạn gái, sắp cưới rồi cơ mà. Bỏ rồi. Thật đấy, lẽ ra hôm nay có vũ hội, nhưng đến phút chót lại bị hủy. Phục vụ, cho tôi thịt lợn nướng. Thịt lợn nướng cái gì? Nướng mình lên cho xong. Rót trà trước đi đã. Rót trà đi, 4 ly. Lấy thêm cái nữa đi. Thiếu một cái rồi. Lôi Lôi, thế nào? Nghe nói cậu lấy được huy hiệu của trường y, suốt ngày xin cơm ở đó, đúng không? Thế nào là xin cơm? Lôi Lôi của chúng ta có mà suốt ngày mang cơm đến đó để thể hiện tình cảm nồng nàn thì có. Thể hiện tình cảm với ai? Còn ai nữa? Diệp Thanh cô nương. Chị Diệp Thanh á? Không phải chứ. Lôi Lôi, cậu không định tán Diệp Thanh đi chứ? Cô gái đó không đơn giản đâu. Vừa vào trường y chưa được bao lâu đã trở thành bông hoa của trường rồi. Người xếp hàng ngoài cổng chờ được hẹn hò với cô ấy nhiều lắm. Suốt ngày mình ở trong ký túc xá của cô ấy, có ai đâu. Người xếp hàng ngoài cổng để được hẹn hò với cô ấy chính là cậu đấy à? Sao cậu còn lắm điều hơn cả mẹ mình thế? Mình đặt cho cậu một biệt hiệu nhé. Đầu to lắm điều. Chính xác, chuẩn, chính xác đấy. Mấy cậu bậy bạ, đừng có dùng ánh mắt dung tục của các cậu để đánh giá Lôi Lôi của chúng ta và Diệp Thanh. Đây là mối quan hệ trong sáng, đẹp đẽ. Đừng có bôi nhọ tình yêu vĩ đại, thần kỳ. Đúng vậy, tình yêu chân chính này không kể đến tuổi tác, thân phận, địa vị. Như Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Romeo và Juliet đấy. Sao lại so sánh như thế? Đó là giá trị thực của những bi kịch. Mình nói cho cậu biết, mình đây sẽ là đại đoàn viên, hiểu chưa? Nghĩ xem có kết phim nào là đại đoàn viên không? Tây Du Ký, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Đỗ Thập Nương, Phan Kim Liên, Tây Môn Khánh. Thôi, Lôi Lôi, theo ghi chép lịch sử thì những mối tình vĩ đại đều trải qua sự đau khổ. Người phải chịu cảnh bi thảm nhiều lắm đấy. Thầy giáo đầu to. Diệp Thanh. Thầy Dương. Ăn xong rồi à? Em đang đợi chị Hoa.
Tôi cứ tưởng em không có bạn. Em vẫn luôn có bạn đấy chứ. Mấy hôm nay Lôi Lôi có đến tìm em không? Thầy Dương, em đã nói với thầy bao nhiêu lần rồi, Lôi Lôi đến ký túc xá là để chơi với tất cả các bạn phòng em, chứ không phải chỉ mỗi mình em. Sao thầy cứ nói là cậu ấy đến tìm em? Nói vậy đồn ra ngoài ảnh hưởng thật không hay. Diệp Thanh, theo tôi em cần nhắc nhở Lôi Lôi, đây không phải nông trường 398. Để khoa biết được có một thanh niên thường xuyên lui tới ký túc xá các em thì không hay đâu. Cậu ấy sống rất đơn giản, cậu ấy chỉ đến chơi với bọn em thôi, chẳng có ý gì đâu. Làm sao em nói với cậu ấy những điều này được? Thế khác nào em tự vơ vào mình. Sao em biết cậu ấy không có ý gì khác? Thầy hiểu cậu ấy hay em hiểu cậu ấy? Diệp Thanh, không phải tôi muốn gây khó dễ cho em, nhưng tôi là chủ nhiệm lớp, tôi có trách nhiệm nhắc nhở em. Chắc em cũng biết quy định của trường. Thầy đang nói em và Lôi Lôi yêu nhau sao? Tôi không có ý đó. Thầy nói đông nói tây, chẳng phải là cô ý đó sao? Quan hệ giữa em và Lôi Lôi rất trong sáng, đơn giản, chỉ vì mọi người nghĩ nó phức tạp thôi. Nếu một ngày nào đó cậu ấy mà có ý đồ gì đó xấu xa, cũng là do những người như thầy dạy. Em nói nghe, cứ như Lôi Lôi vẫn còn là trẻ con không bằng. Cậu ấy có ấu trĩ như vậy không? Em có ấu trĩ như vậy không? Không nghĩ gì, sao phản ứng mạnh vậy? Dĩ nhiên em phải phản ứng rồi. Em sợ nhất là người ta nói em thế nọ thế kia. Tuy chị Hoa rất tốt với em, nhưng chị ấy lớn hơn em nhiều như vậy, bọn em chẳng có tiếng nói chung. Ở trường em rất cô đơn. Lôi Lôi đến tìm em rất mừng. Có lúc em còn mong cậu ấy đến. Cậu ấy vừa đến, các bạn nữ phòng em thay đổi hẳn thái độ với em. Em cứ tưởng đại học sẽ khác nông trường cơ, thế mà vẫn còn có người nói linh tinh. Em đừng tâm trạng như vậy. Bây giờ trường đang để ý đến chuyện đó lắm, vì các khoa khác đã có vấn đề này rồi. Hai người sống với nhau, có thai mà chưa tổ chức đám cưới, suýt nữa thì xảy ra án mạng. Lần sau thầy lấy ví dụ khác được không? Thầy thật biết đùa. Được rồi, coi như tôi nghĩ phức tạp, nhưng theo tôi em vẫn nên nhắc nhở Lôi Lôi để cậu ấy bớt phóng túng một chút. Em biết à? Có người rồi. Làm gì vậy? Chị ấy không đến đâu. Nói linh tinh gì vậy? Ngày nào giờ này cô ấy chẳng đến. Em nói linh tinh làm gì? Chị ấy đến phòng học rồi. Chế còn nói học kỳ này chế phải tự học muộn nên sẽ không đến thư viện nữa. Chỗ này chế nhường em rồi. Cặp của anh này. Em và Lôi Lôi nói rõ ràng ra có phải là xong không? Học trong phòng học chẳng có không khí gì cả. Làm sao nói rõ ràng với cậu ấy được? Lòng tự trọng của con trai mạnh lắm. Thế thì để chị nói với cậu ấy. Chị nói với cậu ấy thế nào đây? Cậu ấy mà biết thì còn tức hơn. Simon Freud. Đây là phòng học. Sao lại tùy tiện vào đây như vậy? Tôi biết đây là phòng học. Tôi là sinh viên, sao lại không thể vào phòng học được chứ? Anh học lớp nào? Anh đến đây làm gì? Anh đến đây làm gì? Anh ở lớp nào? Sao lại đến đây? Tôi
Tôi là trợ lý hiệu trưởng. Hôm nay toàn trường kiểm tra vệ sinh. Phòng học này là trọng điểm, tôi cần kiểm tra. Cho nên bây giờ mời các bạn ra ngoài hết đi. Sinh viên Diệp Thanh ở lại. Đi đi, ra ngoài cả đi. Cậu muốn làm gì? Tại sao lại không đến thư viện? Không muốn gặp cậu, tại sao? Theo cậu thì tại sao? Tôi không biết nên mới hỏi cô. Ra ngoài nói. Lôi Lôi, cả ngày từ sáng tới tối cậu bám lấy Diệp Thanh, không sợ người ta nói linh tinh sao? Cậu là thanh niên không đi học, cậu phủi đít ra đi. Người đen đủi là Diệp Thanh. Người ta nói linh tinh cái gì? Ai nói? Bảo hắn ra đây. Ra đây. Cậu thôi đi. Cậu vẫn tưởng ở đây là nông trường chắc. Động một tí là đánh nhau. Sao cậu không hiểu gì cả thế nhỉ? Không sao đâu. Cô cứ nói ai nói linh tinh đi. Thế mà cũng là bác sĩ tâm lý. Ai cũng bảo cậu đang theo đuổi Diệp Thanh. Thật à? Biết cả rồi à? Sinh viên trường y không ngốc nhỉ? Còn nói lung tung nữa. Đúng là. Lôi Lôi, cậu nói năng để ý một chút. Việc này ảnh hưởng không hay đâu. Việc gì, ảnh hưởng gì? Tôi đã đến tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Diệp Thanh cũng vậy. Tôi chưa kết hôn, Diệp Thanh cũng chưa kết hôn. Tôi theo đuổi cô ấy là phạm pháp sao? Có phải ngày nào cậu cũng đọc sách về bệnh thần kinh, nên cũng bị thần kinh thật rồi. Có cần tôi tìm bác sĩ khám cho cậu không? Diệp Thanh, chẳng giấu gì cô, tôi muốn lấy cô. Cậu điên rồi đấy à? Từ nay đừng đến trường tìm tôi nữa. Tôi học hành căng thẳng như vậy, không có thời gian để chơi với cậu đâu. Cậu là trẻ con, cậu hiểu thế nào là kết hôn. Tôi nói cho cậu biết, trong thời gian học tập ở trường không được phép yêu đương. Cậu đừng có hại cô ấy. Cậu đừng có bám lấy tôi như run kim vậy. Như run kim thì như run kim. Cô không thấy phiền là được rồi. Phiền muốn chết. Thế thì cô chết tôi xem nào. Cô chết rồi tôi sẽ không bám theo nữa. Cậu muốn tôi chết như vậy sao? Nhắc đến từ chết làm gì. Không may mắn. Tôi đâu có gây cản trở gì cho cô. Sao cứ tránh tôi vậy? Sao lại không gây trở ngại? Tại cậu mà bây giờ Diệp Thanh không thể có bạn trai được đấy. Cái gì? Sinh viên trong thời gian đi học không được phép yêu đương. Các cô như thế là vi phạm quy định của trường. Tôi sẽ lên khoa phản ánh. Cậu cũng hiểu biết đấy chứ. Đúng thế. Tôi có thể cho phép sâu rau yêu người khác được không? Sâu rau gì cơ? Chị Hoa, thanh niên bọn em yêu đương, chị đừng cản trở, đừng tham gia vào. Nói chuyện với ai thế à? Chẳng biết lớn bé gì cả. Ai gây chuyện ở đây thế? Thưa thầy, cậu ở lớp nào? Sao không đeo huy hiệu trường? Cậu không phải học sinh trường này đúng không? Cậu ấy là em họ chị Hoa. Cậu ấy đến tìm bọn em để lấy mấy thứ à? Hoa Hoa. Cậu ấy là em họ em ạ. Ầm ĩ. Về nhà mà ầm ĩ nhá. Tất cả chú ý một chút. Vâng. Thầy quản lý vất vả quá ạ. Đến cái tên nghe cũng vất vả. Chị họ. Làm cái gì thế? Từ nay chị và anh họ có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ một câu thôi, em sẽ hầu hạ đến nơi đến chốn. Tôi chẳng mong có cậu em họ như cậu. Cậu cứ làm anh em sinh đôi với Diệp Thanh đi. Cậu làm gì vậy? Đừng có đi theo tôi nữa. Tôi đi theo cô thì làm sao? Người ta nói gì thì mặc người ta đi. Cô có mất đi một sợi tóc nào đâu. Tôi chẳng hẹn hò cô, cũng chẳng theo đuổi cô. Tôi đàng hoàng, chẳng làm chuyện gì xấu cả. Mấy việc trộm gà bắt chó đó tôi chẳng làm. Hơn nữa, nếu tôi muốn hẹn hò với cô, thì tôi sẽ đợi cô tốt nghiệp đại học, khi cô có tư cách yêu đương đã. Cậu đã thấu tình đạt lý như vậy, thì từ nay, thời gian học, cậu đừng đến tìm tôi nữa. Nếu muốn gặp tôi, hãy chờ đến kỳ nghỉ, được không? Không được. Cậu làm sao thế nhỉ? Nói lý cậu không hiểu à? Tôi không trông, cô đi với người khác thì làm sao? Cậu nói linh tinh gì thế?
Tôi nói rồi đấy, thời gian học cậu đừng đến tìm tôi. Cô sợ người ta đồn lung tung chứ gì? Từ nay tôi đến trường sẽ không tìm cô nữa mà tìm người khác. Cô cứ giả vờ như không quen biết tôi là được. Cô chẳng coi tôi ra gì, làm sao tôi có thể làm ảnh hưởng đến cô được? Cô rất mong tôi đến thăm cô, đúng không? Lôi Lôi, đây không phải nông trường 398, đây là trường đại học. Khó khăn lắm tôi mới vào được đại học, cậu biết không? Cậu muốn tôi chơi với cậu cũng được, nhưng đợi đến kỳ nghỉ đã. Khi nào không phải học, rời khỏi trường, chúng ta muốn chơi thế nào cũng được. Chán tôi thật rồi à? Tôi không có ý đó. Thế cô có ý gì? Lúc ở nông trường, cô đơn, cô coi trọng tôi. Giờ học đại học rồi, có bạn rồi, không muốn gặp tôi nữa, đúng không? Nhỏ nhen. Tôi cứ tưởng cậu đàn ông lắm cơ. Hồi nhỏ cô ấm ức, cô nói cô muốn chơi với tôi. Chơi với tôi, cô thấy rất vui. Bây giờ tôi cũng đâu có nói là không muốn gặp cậu. Nhưng bây giờ áp lực học hành của tôi rất lớn. Tôi thực sự sợ sẽ không theo kịp. Giờ cậu cũng phải học, ngày nào cậu cũng gây rối như vậy thì học làm sao? Cậu cứ đến tìm tôi không thể chú tâm học hành được. Hoàn cảnh của tôi trước đây tệ thế nào, không phải cậu không biết. Tôi còn chưa làm gì, người ta đã hất nước bẩn lên người tôi rồi. Cậu cứ đến tìm tôi thật sự không biết bây giờ còn có rắc rối gì nữa. Lôi Lôi, cậu đừng quấy rối nữa. Cậu để tôi yên tâm học hành đi, được không? Đừng đến đây làm loạn nữa. Tôi phải học. Tôi muốn tốt nghiệp, được phân vào bệnh viện lớn. Tôi muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa, cậu hiểu không? Cậu này lòng tự trọng cao thật đấy. Em không thể kìm được. Cậu ấy có hận em không? Với những người như cậu ấy, em phải nghiêm khắc một chút. Nếu không cậu ấy cứ mặt dày bám theo em thì người đen đủi là em. Bắt nạt người ta, cút đi. Nói chuyện đi. Anh biết nói lắm cơ mà. Sao bây giờ anh lặng lẽ vậy?